Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 73. Chương 721. Cảm ơn ông nhà một. Á, đây được coi là cái gì vậy? Lục Tân bị bất ngờ trước sự thay đổi bất thình lình này. Sao chiếc trực thăng có in logo của Thanh Cảng lại đột ngột đến đây? Không phải đã nói ở đây có chàng vực người chết nên không thể tới được sao? Máy bay trực thăng tới thì thôi đi, sao Oa Oa đột nhiên lại rơi từ trên máy bay xuống vậy? Nếu không phải vì cô có thể ép mượn sức mạnh tinh thần của người chết, hoặc nói cách khác, nếu như không phải do đám người chết này khác với những người chết khác. Ngay cả khi chết rồi, họ vẫn sở hữu sức mạnh tinh thần khổng lồ, thì lúc này, cô gái nhỏ chắc đã ngã chết rồi. Tiếp theo là tiểu quỷ, thứ mà cô ấy đang thi triển thực ra là một loại năng lực bóp méo cảm ứng thể tinh thần. Do cảm nhận được sự bất thường đối với việc kết hợp thành thể tinh thần của Hoa chết chóc, thế nên cô ta mới vượt qua Oa Oa, phóng tới đằng sau họ. Miệng cô ấy lẩm nhẩm cái quái gì vậy? Lại là Bích Hổ. Cầm khẩu súng dài như vậy mà gã này chỉ mới giải quyết được một bông hoa chết chóc thôi, sao lại tự cảm thấy bản thân rất đẹp trai vậy? Đơn binh, một giọng nói khàn khàn phát ra từ tai nghe nạm khảm gắn trên gọng kính. Lúc này, bởi vì bức xạ tinh thần xung quanh quá dày đặc, dù ở khoảng cách gần như vậy, giọng nói vẫn ngắt quãng và biến điệu. Nhưng vẫn có thể nghe ra đó là giọng của Trần Tinh, có chút lo lắng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cô nói, đã nhận được chưa? Chúng tôi đến. Hỗ trợ, không cần phải hoảng. Anh hiện giờ, có chuyện gì không? Lục Tân hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía mẹ. Lúc này mẹ đang nhàn nhã đi về, nhìn dáng vẻ này bây giờ đã không cần bà ngăn chặn cái gì nữa. Người làm việc chăm chỉ nhỉ? Bà cười nhẹ, nhìn Lục Tân, nói, các vị lãnh đạo đều đến đây rồi, còn không mau đến biểu hiện tốt một chút. Vâng ạ, Lục Tân gật đầu. Mặc dù không biết tại sao các đồng nghiệp Thanh Cảng bảo là không thể đến rồi nhưng lại đến, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ. Khẽ động viên, anh định lao ra ngoài. Mẹ lại nói, chờ một chút. Sau đó nhìn Lục Tân từ trên xuống dưới, chút nữa để hở phần quần áo bị cắt rách một chút, vết thương không cần lành nhanh như thế. Lục Tân nín lặng, anh nhìn mẹ thật kỹ rồi làm theo. Tổ trưởng Trần, tôi nhận được rồi, cô có nghe thấy tôi nói không? Có hai người ở đây, họ là những người có năng lực rất đáng gờm, tôi đang định đi thu thập bọn họ. Tôi không nghe thấy câu trả lời của anh, vậy tôi đi trước đây. Cầm tai nghe, anh nghiêm túc báo cáo vài câu, nhưng không có nghe thấy câu trả lời, Lục Tân bỏ tay xuống. Sau đó anh hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn em gái mình. Vốn dĩ khoảng thời gian này là để học hỏi và tìm hiểu, nhưng đồng nghiệp cũng đều đã đến cả rồi. Hơn nữa trọng tâm của hai người có năng lực kia dường như không còn nhắm vào anh nữa, cho nên không cần tiếp tục kéo dài nữa. Cuối cùng, nói thế nào lại đi học hỏi đám. Người chết kia có vẻ hơi biến thái nhỉ. Dầm. Cha đang ở phía trước và ông là người đầu tiên xông đến. Lục Tân cũng nắm chặt lòng bàn tay của em gái mình và cảm giác lạnh như băng lan khắp cơ thể anh. Khi cảm giác lạnh lẽo này truyền đến trên người, Lục Tân cảm thấy những vết thương bị hoa chết chóc cắt trước đó dường như có sinh mệnh riêng. Chúng bắt đầu chủ động áp sát vào giữa, sau đó từ từ dính liền lại. Sự chậm chạp này chỉ mang tính chủ quan. Trên thực tế, có thể khiến chính mình cảm giác chữa lành kín lại đã là một loại tốc độ khoa trương. Trước tiên đừng vội chữa lành, Lục Tân dặn dò em gái một câu, sau đó sải bước đi về phía trước. Lúc này, cô em gái ló đầu ra khỏi vai anh và đáp lại với vẻ cự nữ, em không thể kiềm chế được. Lục Tân bỏ qua cho sự trẻ con của em gái mình. Anh tập trung tinh lực, bóng dáng như dư ảnh trong màn đêm u ám, anh lao nhanh về phía trước. Vụt, vụt, vụt. Trước khi lao qua, Lục Tân chọc thùng một loạt hoa chết chóc, cứng rắn đối chọi. Nhưng lúc này, sự xuất hiện của con búp bê đã làm thay đổi cục diện trận chiến. Ngày càng có nhiều bông hoa chết chóc xung quanh bị một sức mạnh vô hình thu hút, chống lại sức mạnh của chàng vực và vô tình tấn công con búp bê. Thêm vào đó, con búp bê không ngừng phóng ra những tấn công tinh thần, phá hủy những bông hoa xung quanh nó, khiến cho bên cạnh Lục Tân ngày càng trống rỗng.
anh ta có thể trực tiếp lách qua mà không cần chạm vào những bông hoa chết chóc. Bùm, bùm, bùm. Xung quanh và trước mặt anh, tiếng súng thi thoảng vang lên và nổ tung từng đoàn hồ quang điện màu xanh. Đó chính là Bích Hổ liên tục nổ súng trên trực thăng. Tốc độ của gã cực kỳ chính xác, gã phá tan tất cả những bông hoa chết chóc đang chặn và muốn lại gần Lục Tân. Trong tình huống bình thường, ngay cả phiên bản nâng cao của đạn đặc biệt cũng không thể tiêu diệt hoa chết chóc chỉ bằng một viên đạn. Suy cho cùng, mỗi bông hoa chết chóc đều có lượng cấp tinh thần từ 20.000 đến 30.000. Mức độ kinh hoàng của loại lượng cấp tinh thần này vừa nghe đã rợn cả người. Tuy nhiên, vì hoa chết chóc vốn đã không ổn định, lại đang trên đà sụp đổ. Vì vậy, đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Bích Hổ trên trực thăng khóe miệng nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng, một phát bắn rơi xuống một bông, gọn gàng đẹp đẽ. Gã thậm chí còn hận không thể ngậm điếu thuốc trong miệng. Chỉ là nhìn thấy Trần Tinh ở ghế lái, cũng không dám biểu hiện quá khích, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên sàn mà bắn. Chuyện này, quả là hơi dễ dàng quá rồi. Thậm chí trong lòng Lục Tân nảy sinh cảm giác như vậy. Anh hầu như không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào và dễ dàng đi qua cái hố lớn này đến khu rừng người chết. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 722. Cảm ơn ông nhà hai. Vào lúc này, vô số người chết khiến ra đầu tê dại và duy trì nhiều tư thế khác nhau đã đổ rạp trên mặt đất. Mỗi đóa hoa chết chóc bị tiêu hủy, sụp đổ sẽ khiến gần trăm người chết rơi xuống đất, tiêu hủy hoàn toàn thể tinh thần. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là khu rừng người chết này, dường như không thấy ai đứng gần đó cả, chỉ có từng mảnh xác người ngã xuống đất. Đồng tử Lục Tân co lại, ánh mắt như rắn âm u lạnh lẽo nhanh chóng quét qua xung quanh, rất nhanh liền nhắm trúng một chỗ. Cách anh chừng 30 mét, trong đống người chết có hai người. Một là phụ nữ tóc đỏ, đang chống bằng một chân, động tác nhẹ nhàng xoay tròn. Miệng vẫn y y a a, ngâm nga ca dao mà Lục Tân đã nghe trước đây. Nghe giọng nói của cô ấy có vẻ rất thư thái, mang theo cảm giác cuồng nhiệt, nhưng khi cô quay người lại, bạn có thể thấy mắt cô ấy đờ đẫn, nước mắt chảy dài, vẻ mặt vô cùng đau khổ, đôi chân trống trên mặt đất đã rỉ máu vẫn đang hát. Người còn lại là một ông cụ tóc bạc phơ, đang quỳ trên mặt đất với một chiếc hộp bạc đặt trước mặt. Lúc này, vẻ mặt ông vừa sợ hãi vừa tức giận, không ngừng hét lớn, thanh cảng, dám làm sao? Các người dám làm trái ý chỉ của Chúa sao? Là bọn họ. Lục Tân lẩm bẩm một mình, nghiêng người về phía trước, mũi chân đặt vào khe hở giữa người chết, lao nhanh về phía trước. Con quái vật đó chính là cậu. Cũng chính vào lúc này, ông cụ tóc bạc cũng để ý đến Lục Tân đã trèo ra khỏi cái hố lớn, sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi. Sự xuất hiện của Lục Tân khiến ông ta dường như trở nên cảnh giác hơn một chút và đột nhiên lấy ra một mũi khoan dài từ trong hộp. Vừa gấp gáp uống rượu, vừa lấy mũi khoan nhắm chuẩn đâm mạnh vào tim. Dù Lục Tân có nhanh đến đâu thì ở khoảng cách 30 mét cũng không thể nhanh hơn tốc độ cắm mũi khoan vào tim của ông ta được. Nhưng vào lúc này, Lục Tân nhíu mày. Bóng đen dưới chân anh run rẩy dữ dội, nhân tố đen dày đặc và kỳ dị, nhanh chóng bay đi rồi tàn ra. Thục, mũi khoan trên tay ông lão định cắm vào trái tim, nhưng cổ tay đột nhiên bị gãy đứt. Cổ tay dính đầy vết máu rơi xuống đất, trên tay vẫn còn chiếc mũi khoan sáng bạc. Làm sao có thể? Ông cụ nhìn cổ tay, trên trán lại toát mồ hôi lạnh. Ông cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng điều đó cũng không cản trở được động tác của ông. Và ngay lập tức duỗi tay kia ra nắm lấy cái hộp. Chỉ có điều lần này, ông ta vừa nắm lấy mũi khoan, liền bị giữ cổ tay lại. Bóng dáng Lục Tân đột ngột đến trước mặt ông ta. Anh nắm cổ tay ông và áp sát vào mặt ông ta. Con người co chặt lại, hướng về hai phía giật giật khóe miệng, không giấu được vẻ hưng phấn. Anh cẩn thận quan sát ông già này, dường như có hứng thú với ông ta. Với vẻ mặt này, kể cả ông cụ tóc trắng cũng phải sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Cho nên, lúc nãy là ông. Lục Tân từ từ mở miệng, trong suốt quá trình này, điều chỉnh biểu cảm của mình từng chút một. Con người co rút chậm rãi mở ra,
khóe miệng chậm rãi khép lại. Vẻ mặt hưng phấn cũng trở nên bình tĩnh, còn mang theo chút nhẹ nhàng. Sau khi điều chỉnh trạng thái, anh chậm rãi nói, khiến tôi chịu đau đớn sao? Lão cụ tóc bạc tập trung toàn bộ sức lực của cơ thể, đột nhiên mở miệng quát, ngươi là... Vẫn chưa nói xong, bàn tay Lục Tân đang nắm cổ tay ông ta bỗng nhiên siết chặt lại. Rắc, Lục Tân bẻ cổ tay trái còn lại của ông ta, xoắn rời ra và xé nó ra. Nỗi đau dữ dội dồn lên tận não, cắt ngang lời nói của ông và khiến ông gần như ngất đi. Cảm ơn ông nha. Lục Tân nhìn cổ tay đang bị anh nắm trong tay, hạ giọng nói. Ngươi là... Những âm thanh mơ hồ không ra tuôn ra từ cổ họng của ông cụ. Anh dường như còn có vô số nghi vấn, nhưng lúc này đã đầy rẫy các loại hoảng sợ và kinh ngạc, lộ ra vẻ hỗn loạn. Đồng nghiệp của tôi cũng sắp tới rồi, hơn nữa không thể để hiện trường quá khó coi được. Lục Tân đứng thẳng người, nhìn người nhà xung quanh, cười hỏi, vậy nên phải làm như nào ạ? Em gái trông hơi hào hứng, nóng lòng muốn thử, Lục Tân lắc đầu. Ba cười hì hì, có cảm giác sợ hãi và đáng sợ, đang ủ rượu trong bóng tối, Lục Tân vẫn lắc đầu. Cuối cùng, ánh mắt của Lục Tân hướng về mẹ mình. Người mẹ đang nhìn ông cụ với ánh mắt dò xét, rồi từ từ đứng thẳng dậy, nói. Ông ấy dường như bị một loại sức mạnh cắt đứt cảm giác đau đớn, và cấu trúc cơ thể đặc biệt này có tác dụng với một số loại thuốc. Từ đó ông ta có thể sử dụng khả năng đau đớn của mình để làm lây nhiễm người khác. Bản thân ông ta lại không phải chịu ảnh hưởng của loại này. Nhưng nếu loại sức mạnh này bị cắt đứt, mọi sự đau đớn sẽ quay trở lại. Ánh mắt Lục Tân đột nhiên bừng sáng lên, vậy nên. Mẹ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay vào trong chiếc túi, lấy ra một chiếc kéo nhỏ tinh xảo, ung dung nhẹ nhàng bước về phía ông cụ. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, Anh Không Sao, Thực Sự Tuyệt Vời Một. Khu rừng rậm gần như không nhìn thấy giới hạn người chết này đang biến mất nhanh chóng. Trong quá trình giao chiến giữa Lục Tân và hai người có năng lực hệ con rối vừa rồi, gần 1/3 số hoa chết chóc đã bị tiêu diệt. Mỗi lần một hoa chết chóc biến mất sẽ khiến gần 100 người chết tiêu hao linh lực của bản thân, trở lại sự bình tĩnh đáng có. Vì vậy, khi sự hỗ trợ của Thanh Cảng đến, 1/3 khu rừng người chết đã biến mất. Sự xuất hiện của Oa Oa đã trở thành chìa khóa để xóa sổ khu rừng người chết này. Trước khi Lục Tân loại bỏ những bông hoa chết chóc này, anh đã sử dụng phương pháp cứng đối cứng. Tuy rằng loại phương pháp cứng đối cứng này dường như không ảnh hưởng nhiều đến anh, nhưng cũng có cái giá phải trả. Những tinh thần hỗn loạn trùng kích đó có thể tạo thành hậu quả như những tàn sóng lưỡi dao, lấp đầy xung quanh quần áo Lục Tân và vết thương trên người của anh đều là do những tàn sóng này tạo. Thành, phương pháp xử lý của Oa Oa rõ ràng là khác với Lục Tân. Sau khi cô bé xuất hiện, sức mạnh tinh thần tràn ngập khu rừng người chết này trở nên linh hoạt hơn. Trên cơ thể cô bé có một sức hút đáng kinh ngạc, hơn nữa nó đang thể hiện một xu hướng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ban đầu chỉ có những người chết chưa sinh sôi ra tinh thần thể tái nhợt bị cô bé hấp dẫn, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cô bé. Về sau, những tinh thần thể kia đã dung hợp vào trong hoa chết chóc, thậm chí là tinh thần thể của chính cơ thể cũng bị cô bé hấp dẫn. Chúng bắt đầu bay từng sợi một về phía Oa Oa với vẻ điên cuồng. Có lẽ là do những lực lượng tinh thần này đều đến từ những người chết. Hay bởi vì đó là khoảng thời gian đen tối nhất trước khi bình minh lên, ánh đèn xung quanh cũng có vẻ mờ đi. Lúc này Oa Oa đang bay trong rừng người chết, ánh sáng bị tinh thần phóng phủ lên biến thành màu xanh lá, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ có chút ảm đạm của cô bé, đôi mắt đờ đẫn lãnh đạm. Tinh thần tái nhợt bị tiểu quỷ vặn vẹo, không thể tìm thấy vị trí thực sự của cô bé, giống như những con cá đang nhao nhao bơi xung quanh cô bé với vẻ cuồng nhiệt. Bùm, bùm, bùm. Chiếc ô trong tay anh cứ đóng rồi lại mở ra. Đến mức bất cứ nơi nào cô bé đi đến những bông hoa chết chóc sâu thành chuỗi, như mọc thành từng chùm rồi bị chôn vùi. Xung quanh xuất hiện một mảnh hỗn loạn tinh thần. Một số lượng lớn người chết rơi xuống đất với vẻ mặt điên cuồng.
Tiểu quỷ nghiêm mặt đứng trước mặt Oa Oa. Vì vậy cho dù Oa Oa không biết tránh xa những đóa hoa chết chóc muốn tiêu diệt cô bé thì hoa chết chóc cũng không thể biết được vị trí chính xác của Oa Oa. Đó chẳng khác gì là thêm một tầng bảo vệ. Ở phía trên, trong chiếc máy bay trực thăng, Bích Hổ cầm trong tay trường thư, không ngừng nổ súng. Các vỏ đạn lần lượt rơi xuống, đạn bay ra khỏi nòng từ lúc nào không hay. Hồ quang điện màu xanh da trời thi thoảng bùng nổ giữa rừng người chết, biến những bông hoa chết chóc thành một dòng tinh thần lưu hỗn loạn. Trong lúc này, Lục Tân ngồi xổm xuống, thành thật quan sát. Anh biết rằng vấn đề không còn lớn nữa. Hơn một nửa số máy ổn định trong lĩnh vực này đã bị phá hủy từ lâu khi anh đến vị trí của nhà máy. Cho nên, bên trong trận vực đang sụp đổ, có thể thấy rõ ràng là sau khi hai năng lực hệ con rối được phân giải xong, một số hoa chết chóc thậm chí còn chưa kịp nở rộ, cũng đã tự động sụp đổ, biến thành một tia tinh thần loạn lưu rồi tiêu tan. Vào lúc này, bởi vì không có nguy hiểm quá lớn, chính mình thực sự cũng chỉ là thưởng thức chiến cuộc mà thôi. Nhìn thấy Bích Hổ bắn từng đóa hoa chết chóc một, anh không khỏi trầm trồ, thật là lợi hại. Mặc dù Bích Hổ thuộc về bậc thang thứ nhất của tiêu chuẩn đặc biệt trong lý thuyết của 7 bước bậc thang, nhưng gã thực sự tốt. Gã đã phát triển năng lực của bước thang thứ nhất đến cực điểm, nhìn thấy Oa Oa lại chạy. Giữa rừng người chết, với khuôn mặt tái xanh, cô bé ngơ ngác một lúc rồi khen, không hổ danh là tay chân số 1 ở Thanh Cảng. Hơn nữa vẫn rất đẹp, một số người đã chết chỉ có trở thành cương thi. Nhưng một Oa Oa như thế này, ngay cả khi chết đi, vẫn có cảm giác như một cô dâu cương thi. Đối mặt với đòn tấn công không thường xuyên của hoa chết chóc nhưng đều bị năng lực của tiểu quỷ dẫn đi hướng khác, Lục Tân cũng bày tỏ sự xúc động. Thực lực của tiểu quỷ thực sự rất lợi hại, nếu như vừa rồi mình cũng có năng lực như vậy, sẽ không bị những hoa chết chóc kia bao vây ở giữa. Có thể thông qua chiêu thức lừa gạt hoa chết chóc, hoàn toàn không phải dẫn chúng đi nơi khác, còn bản thân sẽ lẻn vào rừng người chết. Tóm lại, tất cả đều lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 724, anh không sao, thực sự tuyệt vời hai. Khu rừng người chết này, tràn ngập vô số tiếng gào thét đau đớn, chẳng mấy chốc đã dần dần lún xuống. Ông lão tóc bạc phơ bên cạnh Lục Tân liên tục phát ra tiếng gầm du dương cũng sắp dừng lại. Nhưng không phải vì cơn đau biến mất, mà vì cổ họng bị xé rách. Ngay sau khi mẹ một kéo cắt đứt, tất cả những đau đớn mà ông ta đáng lẽ phải cảm nhận, tất cả đều về trên người của ông ta. Do đó, ông già đã biểu hiện một cái gọi là giọng nam cao cuồng loạn. Lúc này, toàn thân ông ta cuộn tròn thành một quả bóng, toàn thân dính đầy bùn đất, không ngừng co quắp trên mặt đất. Lục Tân không giết ông ta, bởi vì anh là một người yêu mạng sống và sẽ không giết người một cách dễ dàng. Hơn nữa, anh chỉ làm việc trong bộ phận giải phóng ô nhiễm đặc quyền ở Thanh Cảnh. Vừa rồi anh không có lệnh để giết người. Đối với người phụ nữ tóc đỏ kia, thậm chí Lục Tân còn không chạm vào cô ta. Dù sao, lúc này cô ta giống như đã rất thảm rồi. Cô ta rõ ràng là một người lớn còn sống, hai mắt vẫn chuyển động nhanh chóng. Nhưng cô ta chỉ có thể giống như một món đồ chơi, vừa đứng một chân vừa chậm rãi xoay tròn trên mặt đất. Vòng tròn này đến vòng tròn khác, vòng tròn này đến vòng tròn khác. Bàn chân trái của cô ta trên mặt đất, giày đã bị mài mòn, sau đó mài mòn ra thịt, chỉ còn lại bộ xương, vẫn đang xoay tròn. Mặc dù Lục Tân biết rằng cô ta có thể là thủ phạm gây ra tất cả những cái chết của điểm quan sát và đơn vị thu thập thông tin, nhưng vẫn không có hình phạt riêng cho cô ta. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ vừa xoay tròn vừa hát, một bên mắt cứ cụp xuống. Người phụ nữ đau đến mức dùng ánh mắt gửi tín hiệu để anh cho cô ta thoải mái một chút, nhưng anh vẫn làm như không thấy. Dù sao, mọi người rất vui vẻ đi vòng quanh như vậy, tại sao lại phải ngăn cản họ? Anh thậm chí còn cười với cô ta. Đây hẳn là một kiểu quý tộc, Oa Oa bay tới từ xa. Cô bé mặc một chiếc váy đen phiền phức và cầm một chiếc ô trên tay. Bởi vì lúc này khu rừng người chết này gần như đã bị xóa sổ, cô bé bay càng lúc càng thấp, gần như sát mặt đất. Trên thực tế, cô bé bây giờ vẫn lơ lửng không tiếp xúc với mặt đất,
cũng bởi vì tuy rằng rừng người chết đã bị tiêu diệt, nhưng xung quanh vẫn còn sót lại một lượng lớn tinh thần cũng chưa hoàn toàn bị tiêu trừ. Nếu những lúc lượng tinh thần này cũng hoàn toàn tiêu tán, xung quanh chỉ còn Lục Tân và mấy người trên máy bay trực thăng, chắc hẳn lúc này Oa Oa không đứng dậy nổi. Tiểu quỷ bảo vệ cô bé vừa rồi cũng đã rời đi xa rồi, cho dù tiểu quỷ trông giống như một nữ sinh cấp 3. Nhưng bên trong lại cất giấu một tính cách của một lão đại gia hiền lành tốt bụng, đã ở bên cạnh Oa Oa từ rất lâu rồi, cũng không có biện pháp để giữ an toàn cho bản thân. Tuy nhiên, cô ấy dường như không quan tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ bay đến chỗ Lục Tân. Dừng lại ở cách Lục Tân 3-4 mét, cô ấy lặng lẽ mỉm cười với Lục Tân. Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô ấy cười nói, sao em lại đi ra? Nụ cười trên khuôn mặt của Oa Oa biến mất, im lặng cúi đầu xuống. Ồ! Lục Tân cảm thấy có chút kỳ quái, sao cứ giống như em đã làm sai gì đó thế? Còi xương! Cách đó không xa, chiếc phi cơ trực thăng đã hạ cánh và dừng ngay trên thi thể người chết, lăn ra một màu đỏ thẫm. Trong khoang phi cơ trực thăng, Trần Tinh từ trong phòng điều khiển xuống cabin, cô ta muốn xuống, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều thi thể trên mặt đất, một bàn chân đi đôi giày cao gót sắc nhọn vừa duỗi ra lại rút lại, cô ta quay đầu lại và đẩy bích hổ ra, tự mình cầm tai nghe, đơn binh có nghe thấy không? Lần này, thông tin rõ ràng hơn nhiều. Lục Tân lập tức nói, có thể, cảm ơn tổ trưởng, mọi người có thể tới đây, tôi thật sự. Vốn dĩ nghĩ rằng đó là một khoảng thời gian rất cảm động, không phải mọi người nên nói vài câu vui vẻ sao? Sau đó, nghe thấy Trần Tinh trên kênh nói, hãy nhìn xem Oa Oa có đeo mặt nạ không? Khi cô bé nhảy ra khỏi trực thăng lúc nãy, tôi thấy rằng cô bé dường như đã tháo mặt nạ ra. Nếu đã đeo lại thì lập tức đưa cô bé trở về. Hiện tại chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ồ! Lục Tân rút lại lời cảm ơn, nhìn chằm chằm vào Oa Oa để chắc chắn rằng cô bé không đeo mặt nạ. Bước tới gần cô bé, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh trên váy đen. Một đầu buộc quanh eo, đầu còn lại buộc một chiếc mặt nạ tinh xảo. Lục Tân đoán rằng ngay cả sợi dây chuyền cũng chọn hình bông hồng tinh xảo, nhất định là tác phẩm của tiểu đội phục vụ. Chắc bọn họ cũng biết Oa Oa có thói quen ném lung tung nên đã chuẩn bị dây xích như vậy. Anh nhặt chiếc mặt nạ lên, đeo nó vào mặt Oa Oa và dán dây đeo mặt nạ sau đầu cô bé. Sau đó, anh kiểm tra các thiết bị khác của Oa Oa. Dù sao thì, anh cũng đã nhận nhiệm vụ đồng hành cùng Oa Oa. Anh là thành viên của tiểu đội phục vụ Oa Oa. Cho nên, anh vẫn có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để giảm ảnh hưởng của Oa Oa đối với môi trường xung quanh. Sau khi làm xong những thứ này, anh đã ôm lấy Oa Oa và đi nhanh đến máy bay trực thăng. Không thể không vui, bởi vì Oa Oa đang bay ngày càng thấp. Nếu cô bé không vượt qua, cô bé rất có thể sẽ đáp xuống những người chết trên khắp mặt đất. Nhìn đôi giày mới tinh kia, dẫm lên người chết hẳn là nhìn không đẹp mắt cho lắm. Ha ha, đội trưởng thân mến, tôi tới cứu anh có vui không? Bị Trần Tinh đẩy xuống, Bích Hổ đang đứng trong đống người chết và canh giữ xung quanh. Khi nhìn thấy Lục Tân, gã lập tức bật cười. Tại sao phải lại nói các người? Lại Tân nghĩ thầm, nhưng vẫn là nở nụ cười. Kỳ thực các cậu đến muộn một chút, nơi đây tôi đã giải quyết xong. Lời này nói ra Trần Tinh trên chiếc phi cơ trực thăng cách tiểu quỷ không xa đều sững sờ một chút. Bích Hổ bên cạnh cười nói, đúng, đúng, chúng ta đều biết. Năng lực của anh mạnh như vậy làm sao có thể không giải quyết được. Vừa nói, gã vừa chớp mắt nhìn Trần Tinh, giống như mọi người đều biết. Trần Tinh phớt lờ ánh mắt của Lục Tân và chỉ nhìn Lục Tân từ trên xuống dưới. Bởi vì cô ta đang đeo kính râm nên trông cô ta rất nghiêm túc. Trong tiềm thức Lục Tân cũng trở nên nghiêm túc hơn, định báo cáo công việc cho cô ta. Nhưng không ngờ Trần Tinh đột nhiên cúi người ra khỏi cabin, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Lục Tân dừng lại, rồi sau đó ngồi lại. Cô ta trầm giọng nói, anh không xảy ra chuyện, thực sự tốt quá. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, thật sự không phải tôi làm một. Tại sao lại không nói ra? Lục Tân không phản ứng kịp khi được Trần Tinh ôm. Trong lòng anh thầm nghĩ,
quần áo của mình đã tả tơi, trên người còn nhiều vết thương chưa khép lại. Không đúng, đã khép lại. Tuy nhiên, mặc dù những ý nghĩ này trỗi dậy trong lòng, nhưng anh vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Cái ôm của Trần Tinh không chứa tình cảm cá nhân, tất nhiên càng không thể thân mật. Chỉ là đặt hờ hai tay lên vai anh mà thôi. Nhưng chính cái ôm này khiến Lục Tân hiểu ra một điều. Bọn họ đến đây không phải vì nhiệm vụ, mà là lo lắng anh có ổn hay không. Anh không biết phải nói cái gì, đành cười với Trần Tinh. Bọn họ làm sao vậy? Trong tầm nhìn những người khác không thấy được, Lục Tân được Trần Tinh ôm đến đỏ cả mặt. Nhìn thấy cha mẹ mình và em gái đứng cách anh không xa trong đống người chết, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước máy bay trực thăng, vẻ mặt của cô em gái có chút khó hiểu. Là một số chuyện buồn nôn mà thôi. Người cha cười lạnh trả lời, giữa con người với con người có một mối quan hệ tàn nhẫn. Khi ăn no thì kề vai sát cánh, khi mặc ấm thì mắt đi mày lại. Nhưng thực tế, mình là ai với họ, họ là ai với mình đều không liên quan đến nhau. Người phụ nữ đó không biết lượng sức mình, dám xem nó như cấp dưới của mình. Ha ha, cô ta đủ tư cách sao? Rõ ràng biết nó là sư tử ăn thịt người nhưng lại giả vờ không sợ ôm nó. Rõ ràng biết chó mèo ôn hòa là vì thiên tính của nó như thế nhưng lại tự lừa dối mình và động vật có tình cảm. Con người càng sống càng dối trá. Em gái chăm chú lắng nghe, còn phụ họa gật đầu. Người mẹ liếc nhìn người cha. Nếu như anh hiểu được điều này, vậy tại sao vẫn còn sợ hãi như thế? Em gái lại không hiểu ra sao, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người họ. Mẹ thấy cha không trả lời, khe khẽ thở dài rồi cười nói, thằng bé thích. Làm sao có thể nói rằng thứ có thể thích lại không có giá trị? Được rồi, bây giờ chúng ta cần đồng bộ thông tin. Trần Tinh ôm nhẹ Lục Tân một lúc rồi buông ra, ngồi trở lại cabin, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Lục Tân phản ứng lại, vội vàng nuốt mấy lời cảm kích vào bụng, nghiêm túc báo cáo. Trước lúc tới điểm quan sát, tôi phát hiện nhóm đồng sự đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Sau khi xác minh, cùng với yêu cầu giúp đỡ có thù lao của những người trong câu lạc bộ tài năng cấp cao của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực, xác định được nguyên nhân của sự ô nhiễm này là từ một tràng vực chết chóc. Tràng vực được xác định có liên quan đến nữ vương trong khu cấm cấp S. Nhưng nó chỉ là một tràng vực bình thường, không có ý chí chất chứa. Các đồng sự thanh cảng của chúng ta đều tốt lắm. Nghiên cứu viên Vương Tùng và đội trưởng Lý Kiến giúp tôi thực hiện công việc phá hủy tràng vực chết chóc. Lúc tôi đang tiến hành rửa sạch tràng vực này, đã làm sạch đến nhóm thứ 48, cũng chính là một nửa ổn định của tràng vực. Theo lý thuyết thì tràng vực đã bị phá hủy và bây giờ đang từ từ tan biến, nhưng tôi gặp phải hai người tập kích. Có hai người đã tấn công tôi, một người là một ông lão dường như không biết đau, hiện tại đang đau đớn nằm dưới đất lăn lộn. Người kia dường như là một người phụ nữ biết hát, bây giờ đang chống một chân ca hát không ngừng, những người khác đều đã chết. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều người khác nữa, không biết bọn họ có thể chữa được hay không. Sau khi nói hết một lèo trong một hơi, anh mới ngừng lại, suy nghĩ còn điều gì khác nữa không. Trần Tinh nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn nhanh phản ứng lại. Nói cách khác, anh chỉ mới hủy diệt một nửa khí ổn định thôi sao? Lục Tân gật đầu, nghiên cứu viên Vương Tùng nổi hủy diệt một nửa khí ổn định là có thể giải quyết được tràng vực. Nhưng đối thủ cũng sẽ nhanh chóng chữa trị được tràng vực. Trần Tinh nói thẳng, cho nên nhất định phải hủy đi càng nhiều càng tốt. Lục Tân hơi giật mình, lập tức nói, ồ, vậy tôi đi ngay đây. Trần Tinh lắc đầu rồi nói, không cần. Sau đó, cô cầm bộ đàm lên. Nói, có thể ra tay tồi. Lục Tân hơi ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Mưa đã sắp tạnh, nhưng bầu trời vẫn chưa hừng sáng, là khoảng thời gian đen tối nhất trước khi bình minh lên. Bầu trời đằng xa tối om, không nhìn rõ được gì. Nhưng vừa lúc anh cảm thấy nghi hoặc trong lòng, trên bầu trời đen kịt đằng xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều. Màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn trông nó như là pháo hoa, màu sắc vàng tươi. Chậm rãi bay lên giữa vùng trời tối đen sâu thẳm, họa ra một vòng cung dài hướng xuống mặt đất và sau đó, đột nhiên, pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung từ phía chân trời. Bùm! Khoảng mấy giây trôi qua, một âm thanh nặng nề bỗng nhiên truyền tới. Mặt đất đều khẽ rung chuyển, cường độ không lớn nhưng khiến cơ thể phải rung lên. À, đây là...
Lục Tân kinh ngạc đến mức biến sắc. Nhìn thấy những chấm đỏ hiển thị trên ống kính bên trái đang biến mất trên diện rộng, anh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bộ phòng thủ thành phố đã tiếp nhận vấn đề này. Trần Tinh mỉm cười nhìn về phía Lục Tân, nói, trước khi anh và nghiên cứu viên Vương Tùng chuẩn bị bắt đầu rửa sạch tràng vực. Trong báo cáo lần trước, nghiên cứu viên Vương Tùng đã gửi các thủ tục anh ấy biên soạn về Tổng bộ. Sau khi Tổng bộ kiểm tra và sửa lại, chúng ta có thể theo dõi những vị trí ổn định này bên trong thanh cảng. Đương nhiên cũng có thể hủy diệt vĩnh viễn từ xa những thứ này. Cô ta khe khẽ thở dài, nói, đại đội không dám cử người ra. Đa số vũ khí tấn công tầm xa trước đây bị chôn vùi ở nhiều tụ điểm khác nhau bên ngoài thành phố cũng đã mất kiểm soát. Hiện tại thanh cảng chỉ có thể giúp chúng ta một chút việc này mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 726 Thật sự không phải tôi làm hai. Như này là đủ rồi đúng không? Một lúc sau, Lục Tân cất cái vẻ mặt ngạc nhiên suýt chút nữa đã lộ ra ngoài của mình. Thay bằng cái vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào, nghiêm trang gật đầu, xác định trường vực đã bị phá hủy. Trần Tinh tiếp tục cầm bộ đàm, nói, có thể cử tiểu đội vào hỗ trợ. Lục Tân vốn nghĩ sẽ bận thêm lúc nữa, không ngờ Trần Tinh vừa tới đã xử lý hết mọi việc một cách nhẹ nhàng. Trần Tinh làm xong hết mới nói với Lục Tân, bởi vì không thể xác định được tình huống của chàng vực lúc trước, cho nên chúng ta là người duy nhất có thể tiến vào đây. Bây giờ không chỉ mình nơi đây xuất hiện biến dị. Xung quanh thang cảng, các điểm tụ tập đều đã cử lực lượng vũ trang đến. Bọn họ không phân tốt xấu công kích hết tất cả thế lực ngoại lai, ngay cả chúng tôi cũng bị bọn họ tấn công trên đường bay tới. Trên đường tới thần bà và hùng hải tử đã rời đi, điều tra chuyện này. Bây giờ chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Điều tra mục đích thật sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ và bạo loạn vũ trang ở các điểm tụ tập xung quanh. Nghe cô nói, sắc mặt của Lục Tân càng trở nên nghiêm túc, trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái. Trần Tinh thở dài, nói với Lục Tân, hai người có năng lực anh nói đang ở đâu? Lục Tân giơ ngón tay lên, nói, ở bên kia, không biết bọn họ đã chết hay chưa, tôi sẽ thẩm vấn bọn họ. Trần Tinh nói, nếu mọi chuyện đã bắt đầu, cho dù họ có chết đi chăng nữa thì chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Nhớ tới tin đồn Trần Tinh có năng lực thẩm vấn người chết trong thanh bộ đặc biệt, Lục Tân chợt cảm thấy rất tò mò. Nửa tiếng sau, thêm tiếng trực thăng vang lên, trên không trung xuất hiện 5 chiếc trực thăng. Sau mỗi nhiệm vụ, Lục Tân đều rất mong đội hỗ trợ tiến vào, bởi vì như thế có nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể thả lỏng nghỉ ngơi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ít người từ đội hỗ trợ đến vậy. Hơn nữa trước đó anh cũng nghe Trần Tinh nói lần này đội hỗ trợ không phải phụ trách thực hiện nhiệm vụ, mà chỉ cung cấp cho họ một số trợ giúp nhất định mà thôi. Phần lớn đội quân của thang cảng vẫn còn ở trong thành phố, chưa nhận được lệnh rời khỏi thành phố. Ông lão tóc bạc trắng và người phụ nữ tóc đỏ được đưa đến nhà thẩm vấn. Bích Hổ tự tay chuyển bọn họ đi. Lúc nhìn thấy bộ dạng của hai người họ, gã nhìn Lục Tân bằng một ánh mắt kỳ lạ. Dù sao bộ dạng của hai người này thật quá thê thảm. Lúc di chuyển ông lão, gã phát hiện cả người ông lão như biến thành một quả hạch đào, bàn chân bị xuyên thủng, ngực và bụng bị bỏng bởi một loại chất lỏng nào đó, một cánh tay bị đốt đến khét. Một cái chân bị đứt chỉ còn lại một chút máu thịt, Bích Hổ phải dùng đến một mảnh vải bao lại mới không khiến thân thể lão tan nát. Lục Tân bị ánh mắt của gã làm cho bối rối, đành phải giải thích, không phải tôi làm đâu. Đúng, đúng vậy. Bích Hổ liên tục đồng ý, nhất định không phải anh làm, tôi biết mà. Một lát sau, khi di chuyển người phụ nữ tóc đỏ mới biết toàn bộ bắp chân cô ta đã bị vùi xuống đất. Máu thịt toàn bộ chân đã được mài sạch, chỉ còn lại những bộ xương đỏ như máu, cắm sâu vào trong đất. Quan trọng nhất lúc kéo cô ta ra mới phát hiện cô ta vẫn còn sống, thậm chí còn tỉnh táo. Vẫn lẩm bẩm nỉ non hát những bài hát kỳ lạ. Chỉ là lời ca gần như không nghe thấy được, bởi vì tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, cũng không có lực ảnh hưởng. Lục Tân có chút hoảng hốt, nói, chuyện này cũng không phải tôi làm. Phải, tôi biết. Bích Hổ vừa lia lịa gật đầu, vừa kéo cô ta vào trong nhà kho, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Tân,
Lúc Trần Tinh và tiểu quỷ thấy bộ dạng của hai người họ cũng giật mình. Trần Tinh thất thanh nói, tại sao lại thành ra như thế này? Lục Tân hơi khó xử, nhưng may mắn Bích Hổ đã dành trả lời trước anh, không phải đội trưởng làm. Đột nhiên, Trần Tinh và tiểu quỷ nhìn Lục Tân bằng ánh mắt kỳ quái. Lục Tân cảm thấy rất oan ức. Sau khi chuyển hai người họ vào trong xưởng, cuối cùng Lục Tân cũng thấy được Trần Tinh thẩm vấn người khác như thế nào. Tuy hai người bọn họ chưa chết, nhưng cách cái chết cũng không còn xa. Một trong số họ đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, hoàn toàn bị phá hủy ý thức và lối suy nghĩ, đầu trở thành trạng thái giống như một cái vỏ rỗng. Năng lực của Trần Tinh phát huy đến mức mạnh nhất nhưng cũng không thể đánh thức người đó, tay chân chỉ co quắp. Nhưng ngược lại khi Trần Tinh nhìn thẳng vào mắt cô ta đặt câu hỏi, người phụ nữ tóc đỏ phản ứng. Lại một cánh yếu ớt, Trần Tinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi vài câu quan trọng, cô là ai? Tùy tùng của đại giáo chủ Tai Ách, kỵ sĩ Hoa Hồng. Các người đến đây làm gì? Truyền bá giáo lý phúc âm. Cuộc thẩm vấn của Trần Tinh hết sức nhàm chán, bởi vì cô cần nhân lúc người phụ nữ có thể trả lời hỏi thật nhiều vấn đề, đồng thời nghiệm chứng lại để đảm bảo rằng người phụ nữ không bị ảnh hưởng bởi ai đó cố ý đưa ra câu trả lời sai trước khi trả lời những câu hỏi này. Cho đến lúc này Lục Tân mới có chút thời gian rảnh rỗi, ra ngoài nhà xưởng hút một điếu thuốc. Cô bé đang ngồi trên chiếc trực thăng cách đó không xa, im lặng ngồi đó, bên cạnh không có một ai. Bây giờ cô bé đang ở bên ngoài thành phố, không cần phải. Trong tình huống này tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa cô bé hết mức để tránh gặp chuyện ngoài ý muốn. Lục Tân cảm thấy mình nên đi qua đó, nhưng anh lại không biết nên nói cái, cho nên anh đứng tại chỗ suy nghĩ một điếu thuốc. Sau đó anh đi qua, khi nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô bé ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hình cáo. Trong hốc mắt là con ngươi đen, thật kỳ lạ. Dù đang đeo mặt nạ nhưng Lục Tân có thể thấy cô bé đang cười. Em đang suy nghĩ gì trong đầu? Lục Tân chậm rãi tìm lời nói. Thật ra anh đã nghe Bích Hổ lanh mồm lanh miệng nói, cô bé không chịu nghe lời khuyên của ai, cố chấp đi theo tìm mình. Trong lòng anh cảm thấy rất vi diệu, dù sao bản thân chỉ là một người công dân tốt tuân thủ mọi quy tắc, trước mặt chính là tài liệu phản diện. Nhưng ngẫm đến cảnh cô bé cúi đầu ra khỏi thành phố, mọi người trong thành phố lại cuống cuồng lo sợ không thể giữ cô bé ở lại. Đúng là quá cảm giác, tay đấm mạnh nhất là tay đấm mạnh nhất, cáu kỉnh cũng khiến cả thành phố chịu phục. Cô bé vẫn luôn cúi gằm mặt, khi nhận thấy Lục Tân đến gần cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, dường như lo lắng bị ai mắng. Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Lục Tân, cô bé cảm thấy giọng điệu của anh không có vẻ gì là tức giận mới dám ngẩng đầu lên. Thấy Lục Tân cười cười, cô bé bỗng nhiên nhớ ra gì, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nói gì, đột nhiên quay người mò ra phía sau chỗ ngồi. Một lúc sau, cô bé lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Lục Tân xem, bên trong là 6 chiếc bánh bao bằng gạo nếp với các màu xanh, đỏ, vàng, một số giống đầu mèo, một số giống lợn. Lục Tân không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đúng lúc anh đang đói bụng. Anh cầm chiếc hộp, dựa vào trực thăng, chia sẻ bánh bao gạo nếp với cô bé. Cơn mưa nhẹ xung quanh đã tạnh, bầu trời hừng sáng. Những tia nắng xuyên qua những đám mây phía đông, chiếu xuống vùng đất hoang dã đầy mưa gió. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 727, Tiểu đội Đơn Binh Thanh Cảng 1. Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Sau khoảng một giờ thẩm vấn, Trần Tinh bước ra khỏi nhà xưởng. Với một cái vẫy tay, Bích Hổ niềm nở đi tới và đưa cho cô ta một điếu thuốc. Sau khi Lục Tân, tiểu quỷ và đội trưởng đội hỗ trợ vừa tới đây giúp thu thập thông tin cách đó không xa đi tới, Trần Tinh dập tắt điếu thuốc, xoa xoa ấn đường, nói, tôi thẩm vấn từ miệng của họ biết được rằng Giáo hội Khoa học và Công nghệ đến lần này là vì một lời tiên tri. Không biết mục đích cụ thể nhưng có thể thấy rằng Tổng Giám mục của họ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kế hoạch lần này của họ gọi là kế hoạch phúc âm, có liên quan đến nữ vương của thị trấn Vui Vẻ. Chỉ tiếc là kỵ sĩ Hoa Tường Vi tóc đỏ đó đã bị lây nhiễm nghiêm trọng. Suy nghĩ rất rối loạn, lại thêm chức vị của cô ta hơi thấp nên không biết được tình hình bên trong.
người có mái tóc trắng đó, tôi nghi ngờ rằng anh ta cũng không còn là con người. Anh ta đã bị cải tạo không còn hình dáng, lại chịu sự tra tấn. Bây giờ đã không thể hỏi thêm được gì. Bích Hổ nhìn vào mặt Lục Tân với vẻ ngoác mồm. Lục Tân ngẩn ra, có chút vô tội, lắc đầu nói, thật sự không phải do tôi làm. Bích Hổ nói chắc nịch, tôi tin. Lục Tân sở chán, kích động muốn gọi em gái tới. Điều này không quan trọng. Trần Tinh trừng mắt nhìn Bích Hổ, xua tay nói, đánh giá kết quả hiện tại, Thanh Cảng ta đã phải trả giá rất lớn, nhưng Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng đã tổn thất không nhỏ. Nói xong, sắc mặt của cô ta trở nên nghiêm túc, nói, trước mắt tôi có thể chắc chắn thông tin chính xác là có 7 người đến từ Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Trong đó một người là Tổng Giám mục, 4 kỵ sĩ và 1 Linh mục Công nghệ. Người phụ nữ cuối cùng này nói rằng cô ta cũng không quen biết, cô ta được đưa đến từ thành phố Thủy Loan, chưa từng có thực sự tiếp xúc qua. Mà mục đích của họ là vì khu vực cấm cấp S và sử dụng sức mạnh của khu vực cấm này để thực hiện kế hoạch phúc âm. Ôi trời! Nghe vậy, Bích Hổ không khỏi tặc lưỡi, 7 người cũng dám có ý định nhắm vào khu vực cấm, thậm chí không chút sợ chạm trán với Thanh Cảng ta. Trên thực tế, Trần Tinh thở dài, nếu là người có năng lực mạnh, đừng nói là 7 người, thậm chí là 1 người cũng đủ phá hủy một thành phố. Bích Hổ trầm ngâm, ánh mắt đảo từ trên người Lục Tân đến Oa Oa đang ngồi đàng hoàng trong phi cơ trực thăng ở phía xa. Tôi hiểu rồi, cấp đạn hạt nhân. Nghe xong, Lục Tân quay lại nhìn Oa Oa, nghĩ rằng Bích Hổ nói đúng. Trong khi Trần Tinh thì đảo nhanh qua Lục Tân, sau đó hét lên với Bích Hổ, anh im miệng. Bích Hổ rụt đầu lại và bắt đầu trông giống như một con chim cút. Những gì tôi sẽ nói tiếp theo đây là vấn đề chính. Giọng nói của Trần Tinh trở nên trịnh trọng hơn. Cô ta nói, để thực hiện kế hoạch phúc âm này, họ đã làm ra 3 công tác chuẩn bị. Kế hoạch có mật danh bông hoa chết chóc là kế hoạch đầu tiên, cũng chính là kế hoạch mà chúng ta đã phá hủy mới vừa rồi. Kế hoạch thứ 2 có mật danh là tội. Lỗi tham lam, người thực hiện là linh mục điều ước trong số 4 kỵ sĩ. Tôi nghi ngờ rằng lực lượng vũ trang đang đuổi tới thị trấn vui vẻ mà chúng ta nhìn thấy trên đường đến đây là thuộc một phần của kế hoạch này. Hiện tại vẫn chưa biết nội dung cụ thể, nhưng Hùng Hải Tử và Thần Bà đã đến đó điều tra. Kế hoạch thứ 3 là pháo đài tinh thần, được hoàn thành bởi chính giám mục. Nội dung cụ thể cũng chưa rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng nó có liên quan đến nữ vương ở thị trấn vui vẻ. Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút rồi nói, nói cách khác, cho tới bây giờ chúng ta ít nhất cần phải điều tra rõ, đồng thời chuẩn bị tốt để ngăn chặn 2 kế hoạch của đối phương. Hơn nữa, chúng ta còn phải chuẩn bị tốt để đối phó với 5 người có năng lực của bọn họ. Và lại, người có thể thi hành nhiệm vụ này cũng chỉ có chúng ta. Lục Tân nhìn xung quanh, cảm thấy yên tâm mà gật đầu. Bích Hổ liếc nhìn Lục Tân và Oa Oa, cảm thấy yên tâm hơn, mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Tiểu quỷ ngồi trên phiến đá bên cạnh đứng dậy, phủi phủi bùn trên mông rồi cười nói, Tiểu Trần à, tôi thấy là cô ít nhất tính thiếu một điều. Bị cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọi là Tiểu Trần, vẻ mặt của Trần Tinh có phần khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô ta quay đầu lại nhìn tiểu quỷ, nói, cô nói xem, con người. Tiểu quỷ mở nắp bình giữ nhiệt, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói, không phải trong tài liệu đó nói rằng họ dẫn theo cả một thành phố người từ thành phố Thủy Loan đến sao? Nhưng vừa rồi tôi đếm qua số người chết ở đây, nhiều nhất cũng chỉ. Thôi bỏ đi, cái này không nên nói thẳng, con số rất đáng sợ. Nhưng mà điều có thể chắc chắn là trong tay bọn họ nhất định phải còn có số lượng lớn dân số, chẳng qua chỉ là không biết người đã chết hay còn sống. Trần Tinh gật đầu nói, quả thật như vậy, mặc dù đang đeo kính râm, nhưng dường như có thể nhìn ra được một màu u ám phủ trên khuôn mặt của cô ta. Cô ta thấp giọng nói, thực hiện một kế hoạch mà trả giá cả một thành phố người, ngay cả Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng rất ít khi làm như vậy. Có thể thấy cái gọi là kế hoạch phúc âm của bọn họ hẳn là rất đáng sợ. Ai già, viện nghiên cứu đã công khai sự tồn tại của vực sâu và huy động các thành phố tường cao để giải tỏa khu vực cấm cấp S. Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng đã có động thái lớn vào thời điểm này, cũng không biết có phải đôi bên vốn có mối quan hệ với nhau hay không. Có lẽ, đây vốn dĩ là một ván cờ giữa Giáo hội Khoa học Công nghệ và Viện Nghiên cứu,
chỉ là cứ khăng khăng lựa chọn gần thanh cảng của chúng ta thôi. Không khí xung quanh dường như trở nên hơi ngột ngạt, mơ hồ có cảm giác như mưa dông sắp ập tới. Nhưng lúc này Bích Hồ đột nhiên cười thành tiếng, chọn tới chọn lui lại chọn chúng thanh cảng ta. Vậy chẳng phải là bọn họ rất may mắn sao? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 728, Tiểu đội Đơn binh Thanh Cảng 2. Trần Tinh tức khắc lại trừng mắt nhìn gã, Bích Hổ lại lập tức rụt cổ về. Những gì Tiểu Hổ nói cũng có lý. Ngược lại, Tiểu Quỷ lại cười ha hả giúp Bích Hổ giải vây, nói: Giáo hội khoa học và công nghệ chọn chúng thanh cảng, quả thực cũng là duyên phận. Đi thôi, thảo luận với những người trẻ tuổi này. Nói xong, cô ta vặn chặt bình giữ nhiệt, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên cạnh. Bình giữ nhiệt được treo ở cổ tay, thong thả lắc lư. Mặc dù Tiểu Quỷ không phải là lãnh đạo, nhưng dù sao thì cô ta cũng rất được kính trọng, mọi người đều vô thức đi theo cô ta. Cũng vào lúc này, 17 nhân viên tổ chi viện tới đây lần này đã lấy xong mẫu ở nhà xưởng. Đồng thời cùng từng lớp xiềng xích và dụng cụ ức chế năng lực vào hai kỵ sĩ của giáo hội khoa học và công nghệ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Còn tiến hành lục soát khu vực xung quanh và tìm thấy một chiếc xe Jeep đã được cải tiến, cùng một chiếc xe máy được sơn đen toàn thân. Đây hẳn là phương tiện đi lại của hai kỵ sĩ này. Điều này ngược lại rất phù hợp cho nhóm Trần Tinh sử dụng vào lúc này. Dù sao họ tới đây lần này, một là gấp rút lên đường, hai là ở vị trí trung tâm có nhiều tụ điểm của thế lực vũ trang tập hợp, họ chỉ có thể ngồi trực thăng đến. Mặc dù đi lại thuận tiện, nhưng sau khi đến đây thì đã không còn tiện bằng giao thông dưới mặt đất. Được rồi, hai chiếc xe này đã sạch sẽ. Đội hỗ trợ đã tiến hành khám xét và kiểm tra gắt gao đối với hai chiếc xe này, lần lượt loại bỏ hệ thống định vị. Hệ thống phòng thủ tự động bên trên và hầu như chỉ giữ lại chức năng điều khiển và động cơ. Lúc này họ mới yên tâm vỗ vào nắp xe, nói với nhóm của Trần Tinh: Tốt lắm, sau khi mọi người trở về, nói với bộ tư lệnh cần phải mau sớm hoàn thành mấy chuyện sau. Trần Tinh gật đầu và nói với đội trưởng đội hỗ trợ: Thứ nhất, ra sức sửa chữa tháp tín hiệu, khôi phục đường truyền tin của chúng tôi với bộ tư lệnh. Thứ hai, chú ý đến các chiều hướng bên ngoài. Sau khi mối đe dọa tụ điểm vũ trang được giải quyết, hãy nhanh chóng cử người ra ngoài. Sau đó tìm kiếm đồng đội đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này của chúng tôi và đưa họ trở về thanh cảng để chôn cất. Ngoài ra, số lượng lớn xác chết chất đống ở đây cũng phải yêu cầu người của bộ tư lệnh đưa ra phương án giải quyết và xử lý sạch sẽ ngay khi trận sóng gió này kết thúc, tránh để bệnh dịch hoành hành. Rõ, cũng mong mọi người hãy cẩn thận. Sau khi tạm biệt nhân viên của đội hỗ trợ, nhóm người Lục Tân cùng đi đến phía trước chiếc xe cải tiến. Là một tay lái chuyên nghiệp, Bích Hổ ngồi ở vị trí ghế lái mà không có gì phải bàn cãi, còn Trần Tinh thì ngồi ở vị trí kế bên. Theo lý mà nói thì Lục Tân cưỡi xe máy thì tốt hơn, nhưng Tiểu Quỷ liếc nhìn Oa Oa đã sớm chạy đến trước xe máy, cô ta lại chủ động đi. Về phía xe máy, Trần Tinh trầm ngâm liếc nhìn Oa Oa đang đứng bên cạnh xe, nói nhỏ với Lục Tân: Anh có thể khuyên Oa Oa về trước được không? Lục Tân ngẩn ra, nhanh chóng chỉ tay về phía nhân viên của đội hỗ trợ đang xách đồ lên trực thăng cách đó không xa. Anh chậm rãi nói: Bên ngoài rất nguy hiểm, hay là em cùng họ trở về trước đi. Oa Oa quay đầu lại nhìn trực thăng, rồi lại nhìn Lục Tân, sau đó đột nhiên khom lưng chui vào chiếc xe cải tiến. Mặt hướng ra cửa sổ, bày ra dáng vẻ nói gì cũng không nghe thấy, ai kéo cũng không chịu xuống xe. Nếu em không trở về, vậy thì anh sẽ... Lục Tân có chút bất lực, nén chặt cảm xúc và định hung dữ với cô bé. Nhưng khi Trần Tinh thấy vậy, lại vội vàng khuyên nhủ: được rồi, anh đừng làm cô bé sợ, nếu cô bé muốn đi thì cùng đi vậy. Ồ, Lục Tân lập tức không thể làm hung lên được, chỉ đành trung thực mở cửa lên xe. Chặc chặc, Bích Hồ ở phía trước cảm khái lắc lắc đầu rồi khởi động xe. Tiểu Quỷ ở bên ngoài cũng cười ha ha vặn mở chiếc bình giữ nhiệt uống một hớp, sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm xe máy lên đầu. Cài dây cẩn thận, vặn chìa khóa rồi phóng xe về phía trước kêu lạch bạch, phụ trách dò đường cho chiếc xe cải tiến.
Lục Tân nhìn tiểu quỷ có chút ngưỡng mộ, Qua Qua ở bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía tiểu quỷ. Nhưng vừa thấy Lục Tân quay đầu lại thì lập tức quay ra hướng cửa sổ xe. Hù, chuẩn bị xuất phát thôi. Trần Tinh đưa tay xoay gương chiếu hậu sang một bên để ngăn Bích Hổ nhìn trộm Qua 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 gương chiếu hậu, bản thân cũng thở dài một hơi. Giống như để làm phấn chấn lại tinh thần, trầm giọng nói, chúng ta tới hội hợp với Hồng Hải Tử và Thần Bà trước. Xem họ đã điều tra rõ vụ bạo loạn vũ trang tại các tụ điểm lớn ở xung quanh hay chưa. Sau đó đến thẳng thị trấn vui vẻ để giao lưu trực tiếp với giáo hội khoa học và công nghệ. Để xem lần này bọn họ chọn chúng Thanh Cảng, rốt cuộc là may mắn hay là vấp phải bậu cửa. Ngay cả Lục Tân, lúc này cũng cảm thấy có chút thú vị. Xem kỹ đội hình hiện giờ, thực sự là đội hình hoàn hảo nhất mà bản thân từng thấy khi còn ở Thanh Cảng. Một anh lính quèn biệt lập như bản thân thực sự đã được kéo đi lên. Điều duy nhất không chắc chắn là trong tiểu đội này, rốt cuộc ai mới là lãnh đạo. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, nơi đó có kho báu 1. Vị trí của khu nhà xưởng này cách thị trấn vui vẻ khoảng 30 dặm về phía nam, sau khi leo lên xe cải tiến. Bích Hổ đã gọi điện nói chuyện trước với Hùng Hải Tử, sau khi xác định được vị trí của anh ta thì lái chiếc xe cải tiến này phóng đi như một chiếc phi cơ nhỏ. Phải nói rằng giáo hội khoa học và công nghệ thực sự phi thường. Chiếc xe này của bọn họ không chỉ được thiết kế cực kỳ thoải mái mà còn có khả năng vận hành tốt đến kinh ngạc. Đơn giản, có thể phát hiện thấy khi đi trên đường. Chiếc xe này mạnh hơn vài phần so với con quái vật thép mà bản thân và Bích Hổ đã ngồi khi lần đầu tiên đi ra khỏi thành phố. Bánh xe cao to và độ ổn định tuyệt vời, khi đi trên đường gồ ghề tốc độ vẫn nhanh ổn định. Tuy quãng đường thẳng khoảng 30 dặm nhưng lại có rất nhiều con đường gồ ghề bị cỏ dại che khuất, đi lại khá ngoằn ngoèo. Thêm nữa trời vừa có mưa nhỏ nên Bích Hổ cũng không dám lái thẳng vào vùng hoang vu, nên chỉ có thể tạm thời đi dọc theo con đường gập ghềnh về phía trước. Cũng may tiểu quỷ đang dò đường ở phía trước, nếu có vấn đề gì sẽ quay lại báo trước một tiếng, sẽ không đi nhầm đường nhiều. Khi dần đến gần thị trấn vui vẻ, mọi người đều cẩn thận hơn. Thị trấn vui vẻ ngày trước luôn là khu vực cấm của các tụ điểm lớn xung quanh. Đừng nói là không ai dám xông vào, cho dù là một số người chạy hàng lớn cũng thà đi đường dài chứ tuyệt đối không đi ngang qua thị trấn vui vẻ. Đây cũng là nguyên do trước đây thị trấn vui vẻ được người ta gọi là ranh giới của quốc lộ 85. Vì quốc lộ 85 trong thời kỳ tiền văn minh vừa khéo đi ngang qua thị trấn vui vẻ, nên mới trở thành một con đường bị chia cắt. Điểm cuối đại biểu cho việc có đi mà không có về. Chỉ là hiện nay một khu vực cấm mà người người tránh né đã biến thành một diện mạo khác vào lúc này. Từ xa lái xe đi qua một số nơi có địa thế cao giáo, nhìn ra ngoài lại có thể nhìn thấy trên đường ở phía xa có rất nhiều đoàn xe. Trong xe đầy ắp người cầm súng, đang hung hãn hướng về thị trấn vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, họ thậm chí còn chứng kiến thế lực của một số bên giao tranh, bắn nhau rất kịch liệt. Người của những tụ điểm này thực sự điên rồi sao? Bích Hổ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không phải mọi người đều nói là mấy năm nay ở vùng hoang vu càng ngày càng yên ổn. Quan niệm mà mọi người tin tưởng đã thay đổi từ chiến tích nổ súng đôi bên đều hận thù và đã trở thành anh em nơi hoang vu. Nếu không có lợi rõ ràng thì không tụ điểm nào thật sự bằng lòng kéo người mạo phạm đến đối phương hay sao? Sao bây giờ mà người nào người nấy đều trở nên hung hăng như vậy, thật sự coi đạn dược và mạng người không đáng tiền sao? Vấn đề chính là chỗ này. Sắc mặt Trần Tinh cũng trở nên lạnh lùng, thấp giọng nói, không người nào biết người ở những điểm tụ tập này đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều kéo người của mình tiến về phía thị trấn vui vẻ. Thị trấn Tùng Sơn mà chúng ta cử người đến điều tra khi trước, phần nhiều cũng vì điều này mà đã trở thành một thị trấn ma. Có điều, Hùng Hải Tử và Thần Bà đã đi điều tra vấn đề này, chúng ta không nên gây chuyện, mau sớm đến đó càng nhanh càng tốt. Theo tiền đề này, họ cố gắng đi vòng qua những đoạn đường có lực lượng vũ trang đang giao tranh và có thể gặp phải những người khác, chỉ tập trung đi về phía trước. Lục Tận rất tin tưởng vào quyết định của Trần Tinh, không có chen lời nói bừa, chỉ lặng lặng nhìn.
trong khoảng thời gian ngắn đã liên tiếp gặp phải mấy đợt lực lượng vũ trang tiến vào thị trấn Vui Vẻ. Trong lòng anh quả thực cũng sinh ra một số nghi ngờ và cảm giác thấy không bình thường. Hầu hết các lực lượng vũ trang này đều kéo theo một đoàn xe, ít hơn là một vài chiếc xe máy, có đoàn cầm súng trong tay. Thậm chí có đoàn tụ năm tụ ba vác cuốc, hồng cắm dao phay, đều hung hãn giống vậy mà tiến về phía trước. Khi gặp phải một đám người chết ngáng chân trên đường, cuối cùng họ vẫn phải dừng xe lại. Có vẻ như nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến khốc liệt, mười mấy thi thể đã bị bỏ lại. Những xác chết này được khám xét không còn súng ống, còn bị người ta cố tình chất thành đống và đặt giữa đường. Có vẻ như bên thắng cuộc đã cố tình đặt bọn họ ở đây để cản đường đi của những người đến sau, hay nói cách khác là có chút tỏ vẻ thị uy. Kít kít, chiếc xe cải tiến dừng lại trước đống xác chết. Vài người đang nhặt phế liệu trong đống xác đột nhiên cảnh giác nhìn họ. Thật ra lúc này tiểu quỷ đã đứng chống một chân xuống đất bên cạnh bọn họ và nhìn bọn họ, chỉ là bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của tiểu quỷ. Biết Bích Hổ định chuyển xác đến bãi đất hoang gần đó, Lục Tần cũng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người đang tìm kiếm những mảnh vụn hữu ích trong đống xác, trông giống như một đại gia đình. Người lớn tuổi nhất là một người đàn ông khoảng chừng 3 đến 40 tuổi, cũng không biết đã bao lâu không cạo râu, để mọc ngổn ngang đầy trên khuôn mặt, thân hình gầy đét. Ngoài ra còn có một người phụ nữ, vóc người cao ráo, quấn trong chiếc áo khoác da cừu bẩn thỉu. 7-8 người còn lại đều là những đứa trẻ mới lớn. Đứa trẻ nhỏ nhất trông cũng chỉ mới 8-9 tuổi. Chúng tôi tới trước, các người cút ngay, nếu không đừng trách chúng tôi vung dao. Mấy đứa nhỏ vừa nhìn thấy người trên xe bước xuống thì lập tức vung gậy, dí đá, gân giọng lên quát tháo. Ơ kìa, các vị đại ca đừng có vội manh động. Bích Hổ vội vàng cười, giơ tay chỉ vào đống xác chết nói, chúng tôi không cướp những thứ này, chỉ là xác chết bày ở đây cản đường của chúng tôi. Hơn nữa, chết người là chuyện lớn, cho dù chúng tôi không chôn người ta, tốt xấu gì cũng đặt người ta vào trong đất bên cạnh để có thứ che chắn lại, có phải không nào? Không bằng mọi người phụ một tay đưa những người bạn này đến bãi cỏ bên cạnh trước, chúng tôi đi qua rồi mọi người tìm tiếp. Có được không? Lời này làm cho Lục Tân có thêm vài phần thiện cảm đối với Bích Hổ. Không trực tiếp dùng súng đe dọa, coi như đã tốt rồi. Bích Hổ nhìn thấy đại gia đình của đối phương đều trầm lặng không lên tiếng, lại cười móc ra một tờ 20 tệ. Gã cười nói, cảm phiền. Đối phương lập tức có chút kích động. Chủ yếu là vì nhìn thấy khẩu súng dưới lớp áo Bích Hổ đã vén lên khi lấy tờ tiền. Lục Tử qua đó lấy tiền, những người khác dọn xác. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 730, nơi đó có kho báu 2. Người đàn ông gầy đét nhanh chóng ra lệnh. Ngay lập tức có một cậu bé như khỉ gầy lùi lùi đi đến giật lấy tờ tiền từ tay Bích Hổ. Trong khi những người khác thì bắt đầu ba chân bốn cẳng kéo mấy cái xác vào bãi cỏ dại bên cạnh, chỉ là vẫn cảnh giác nhìn nhóm người Bích Hổ. Tôi nói nè, các vị đại ca muốn đi đâu vậy? Bích Hổ ngồi xổm xuống, cười với những người này, vùng gần đây không yên bình lắm, sớm rời khỏi thì tốt hơn. Rời đi, anh muốn kêu chúng tôi rời đi. Người đàn ông gầy đét đó chắc có lẽ là cha của những đứa trẻ này, lập tức nhìn Bích Hổ với ánh nhìn ảm đạm. Cảnh giác xen lẫn nụ cười khẩy, đã biết ở nơi đó có kho báu, còn gạt ai nói là không biết chứ. Dựa vào đâu gia đình chúng tôi lại không đến đó tìm kiếm một phen. Kho báu, Bích Hổ hơi ngẩn người một chút, quay đầu lại nhìn nhóm người Trần Tinh. Sau đó khẽ lắc đầu nói với người đàn ông, anh trai, anh nghe tôi nói. Ở đó không có kho báu gì cả, chỉ có thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Gia đình các người đến đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhân lúc còn sớm nên đưa người nhà trở về sống qua ngày đi. Cho dù thật sự có kho báu, anh cho rằng chỉ dựa vào mấy người già trẻ lớn bé các anh thì có thể cướp được gì. Lục Tân âm thầm gật đầu, lực lượng vũ trang ở các tụ điểm khác tập kết về hướng đó thì đã đành. Một gia đình như vậy cũng đến tham gia náo nhiệt. Quả thật là chuyện mơ tưởng hão huyền. Quan trọng là trông dáng vẻ bọn họ, cư nhiên lại rất nghiêm túc. Điều còn đáng sợ hơn ma chỉ có nghèo. Người đàn ông nói luyên thuyên,
bắt đầu lột sạch quần áo trên một xác chết bên đường, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ khác thường, nhất định có thể. Nơi đó có kho báu mang đi không hết, chỉ cần chúng ta đến đó, nhất định có thể chia chát chút đỉnh. Món đồ lớn chúng ta không cầm được, chả nhẽ nhặt hai cục vàng đổi lấy lương thực ăn cũng không thể sao. Các con của cầu Nhật Tử chui ra cả đi, làm ruộng không xong, có làm nhiều hơn nữa cũng không đủ ăn. Nghe người đàn ông lẩm bẩm trong bộ mặt tàn bạo kéo quần áo của người chết, lại nhìn dáng vẻ mấy đứa trẻ đen nhèm kia vừa ra sức lôi xác. Ánh mắt vừa âm u lạnh lẽo, ngay cả Bích Hổ cũng có chút không kìm được nụ cười trên mặt. Lúc này, gã làm sao có thể không nhìn ra gia đình này dường như đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta có thể ngăn cản gia đình này, nhưng không ngăn cản được nhiều hơn. Trần Tinh vẫn luôn ngồi trong xe, lúc này đột nhiên thấp giọng nói, cũng không biết là nói cho ai nghe. Vì vậy, bây giờ tốt hơn hết là đi chấp hành nhiệm vụ, giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn trước. Lục Tân cũng đồng ý với điều này, lại thấy thi thể gần như đã được rời đi, đang định trở về xe. Nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn hung tợn, khiến tất cả mọi người sợ hết hồn. Đứa trẻ ban nãy đi tới lấy tiền trên tay Bích Hổ lại chợt nhảy về trước một bước, đâm về phía sau lưng Bích Hổ, nét mặt trông dữ tợn. Nhưng cậu bé không đâm vào người, cách Bích Hổ ít nhất một mét. Bích Hổ ngẩn ra xong, quay lại nhìn tiểu quỷ bên đường thì thấy đồng tử của cô ta đã hơi co lại. Sau đó mới biết là cô ta đã làm sai lệch tầm nhìn của đứa trẻ, khiến cậu bé lầm tưởng là đã đâm tới. Rõ ràng là không chỉ đứa trẻ đó bị ảo giác, những đứa trẻ khác thấy vậy cũng lao đến. Từng đứa ném những viên gạch hoặc đập những thanh gỗ trong tay xuống đất và không khí xung quanh một cách dữ dội. Thậm chí còn đứa, trên mặt lộ ra gân xanh giống như những con giun. Nhếch môi, hung hăng cắn xé không khí, con dao rỉ trong tay không ngừng đâm vào không khí. Đâm chết mày, đâm chết mày, đâm chết mày. Trên người hắn nhất định còn có nhiều tiền hơn nữa. Cha, mẹ, mau tới, giết chết mấy người bọn họ, chúng ta sẽ vừa có súng lại có xe, nhất định có thể cướp được của báu. Người đàn ông gầy đét và người phụ nữ vạm vỡ lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vội chạy tán loạn lên, cả nhà chung sức hợp tác. Kẻ bắt người, kẻ trói tay, vừa nhặt đá đập hung hăng xuống đất, vừa luống cuống tay chân lôi kéo vào trong bụi cỏ bên cạnh. Nhìn gia đình này vật lộn với một kẻ địch không tồn tại, xung quanh trở nên yên tĩnh chốc lát. Có tiểu quỷ bên cạnh, gia đình này đương nhiên không thể làm ai bị thương được. Hay nói cách khác, cho dù không có tiểu quỷ, cả nhà họ cũng không thể đe dọa được bất kỳ ai. Nhưng nhìn biểu cảm dữ tợn và động tác hung hãn của họ vẫn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Đi thôi. Trần Tinh ở trong xe khẽ thở dài, để bọn họ ở đây vật lộn thêm một lúc, không chừng còn có thể nhặt được cái mạng. Sau một hồi im lặng, mọi người quay trở lại xe. Bao gồm cả tiểu quỷ đang thăm dò con đường bên ngoài, dễ nhận thấy cảm xúc của tất cả mọi người đều có chút ngột ngạt. Chỉ có Oa Oa, lúc này vẫn đang trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm, không hiểu sao mọi người đột nhiên không vui. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.